Ngày 24 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp thường kỳ tháng 6 nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội, thu ngân sách, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm, dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,58% trên kịch bản 7,61% so với cùng kỳ năm 2020 tăng 2,97%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá, công tác thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến. Ước 6 tháng đầu năm 2021, Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 17.325 lao động, đạt 45% kế hoạch, bằng 55% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn còn gặp một số khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Làm rõ thêm một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chung khẳng định, có được kết quả này xuất phát từ sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, rất rõ và nhất quán kịp thời về chủ trương của tỉnh ủy, tạo điều kiện cho chính quyền tỉnh thực hiện hiệu quả hơn trong công tác điều hành. Đề cập đến một số giải pháp trọng tâm, người đứng đầu chính quyền tỉnh cho biết, quan điểm điều hành, lãnh đạo là phải giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm 2021, tập trung cho công tác thu hút đầu tư, tạo đột phá hơn nữa trong công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt đề cao sự đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư của các sở ngành. Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Chỉ rõ những thách thức trong 6 tháng cuối năm, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 phải quyết liệt, sáng suốt, đồng bộ. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào sức dân. Cùng với đó, chính quyền chủ trì thành lập các tổ COVID cộng đồng có chức năng hoạt động trong khu dân cư theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Người đứng đầu tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm chắc tình hình các huyện, thành thị được giao phụ trách để chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, phát triển kinh tế gắn liền với công tác phòng chống dịch COVID-19. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý thống nhất không điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 mà cần triển khai trên tinh thần kiên trì, kiên định, kiên quyết. Cũng tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác.